Shop Cà Mau xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay Shop Cà Mau tiếp tục review hai loại ắc quy 280 mA, một cái loại mà bên mình làm bằng cái thùng gỗ như thế này và một loại là mình làm bằng cái thùng mình tạm gọi là bằng sắt bằng kim loại. Thì tùy theo cái nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể là các bạn thích loại bằng gỗ thì mình sẽ cung cấp cho chúng ta dạng bằng gỗ như thế này, đóng từ những cái gỗ kết của gỗ cao su các bạn, và mình đã sắp xếp rất là khoa học trong một cái thùng mình đã thiết kế rất là gọn như thế này. Thì đây là cái phiên bản mà mình để nằm ngang các bạn, còn phiên bản bên kia thì mình có thể để đứng được, mình có thể để đứng được. Tuy nhiên trong khuôn khổ video hôm nay thì mình muốn quay cho chúng ta một cái thực tế như thế này. Thì trong cái mỗi lần mà mình về thì có một cái mã sản phẩm khác nhau. Lần này mình về là cái thằng Generi các bạn, Generi. Thì mỗi một viên như thế này nó nặng là 5.500, hay mình gọi là 5,5 kg đó các bạn. Đây 5.500 gram mà gọi là 5,5 kg. Thì cái cell pin nó rất là nặng, mặc dù nó nhìn thấy bé nhưng nó cực kỳ nặng các bạn. Và nguyên cái khối như thế này là khoảng 110 kg, còn khi đóng với một cái thùng bằng kim loại kia là nó tới khoảng 120 kg đúng không ạ. Và trong quá trình không vận chuyển từ bên Trung Quốc về thì nó xảy ra những cái lỗi nhỏ như thế này. Thì nếu các bạn sau này các bạn nhận ắc quy về mà các bạn thấy có xuất hiện các cái lỗi này thì các bạn hết sức là thông cảm, bởi vì là khi mà vận chuyển họ đẩy cái mình gọi là một cái nắp bảo vệ ở trên rất là dày các bạn. Mình sẽ lấy một cái cho chúng ta xem. Đây cái nắp bảo vệ nó như thế này nè, nó làm rất là chắc chắn, và khi đẩy lên trên cái thùng xốp đảm bảo là giữa các cái cell pin này nó không tiếp xúc với nhau và nó cách xa cái thùng. Nhưng trong quá trình di chuyển là cái nắp đậy này nè, nó có thể là nhấc lên nhấc xuống và dẫn đến là các cái miếng chống cháy này nè nó bị co lên các bạn thấy không, nó co lên nó tạo thành hình cái nếp như thế này. Thì mình sẽ cố gắng xử lý bằng keo cho nó đè sát xuống, nhưng mà chắc chắn là sẽ còn để lại những cái vết hằn. Thì sau này các bạn nhận các bạn thấy như thế này thì các bạn hết sức thông cảm nha. Nhưng mà chất lượng viên pin thì không thay đổi các bạn, hoàn toàn nó không có va chạm gì cả. Vì cái xốp này nó rất là dày và nó bảo vệ cái thùng, các bạn thấy không, nó hở ra tầm khoảng 6-7 phân như thế này thì cái xe pin nó bảo vệ rất là tốt. Nhưng mà có một số cell nó bị xấu thôi, không phải tất cả các bạn. Như cái thùng này là không bị nè, cái thùng này hoàn toàn không bị. Đây nhưng mà 16 cell này thì có một số cell bị nó bị như thế này. Cái nếp gấp của nó là nó đã bị mình gọi là nó bị tạo thành cái nếp luôn rồi, mình không thể nào mình chỉnh cho nó thẳng được đâu. Mình sẽ cố gắng mình xử lý cái này. Cho nên sau này khi các bạn nhận mà các bạn thấy những các cái cell pin mà nó như thế này thì các bạn phải hết sức thông cảm nha. Ở đây thì cũng ngoài ý muốn mình thôi, còn ở đây thì nó có mã QR đầy đủ cho các bạn nè. Đấy, có mã QR đầy đủ như vậy. Thì khi chúng ta di chuyển những cái khối pin nặng như thế này đến nhà chúng ta thì nó cũng xảy ra rất là nhiều vấn đề. Thì có thể là bên khâu vận chuyển những sản phẩm này nặng thì họ sẽ có thể là không theo ý của mình. Nhưng mà cái quan trọng là cái chất lượng của viên pin là nó không thay đổi nha. Đây những cái vụ sau này các bạn nhận thì ở đây nè, có thể nó sẽ bị co lên một tí, nó sẽ mình gọi là mất thẩm mỹ, thì các bạn hết sức thông cảm nha. Hoặc là khoảng giữa như thế này nè. Đấy thì mình giải thích trong video này rất là rõ. Để mà sau này các bạn nói là mình giao cho chúng ta là những cái xe pin đã qua sử dụng là không có các bạn. Ở đây là mình sử dụng 100% là xe pin mới. Và hiện tại là mình đang dùng cái thương hiệu là Generi. Và nguyên thùng luôn. Nguyên thùng, nguyên đai, nguyên kiện từ ở Trung Quốc nhập qua là còn nguyên luôn các bạn. Đấy. Thì do cái khâu vận chuyển thôi, tất cả cái này là do khâu vận chuyển. Nó cái nắp nó phập phiều nó làm cho cái miếng keo này nó bị nhấc lên này. Bị nhấc lên các bạn. Đó, miếng keo này bị nhấc lên như thế này nè. Đấy, nó bị nhấc lên. Rồi bây giờ mình về mình đè xuống rồi mình sẽ tìm cách mình xử lý. Thì nó chỉ là xấu về ngoại quan chút xíu này thôi. Nhưng mà thật ra thì nó hoàn toàn nó không ảnh hưởng cái chất lượng viên pin các bạn, các bạn thấy không? Nó rất là xa nhau. Rồi thì thời gian vừa qua thì mình cũng rất là bận rộn, mình đi các cái công trình để mà mình khảo sát, để mình bắt tay vào mình lắp ắc quy test. Rồi trước khi mà mình đi thi công thì thời gian qua mình ít có ra video. Sẵn đây nói về cái ắc quy bên mình luôn các bạn. Thì ngoài những cái xe pin mình đã chọn lọc các cái thương hiệu có tiếng thì cái khâu làm thì mình rất là chú trọng. Ở đây thì mình dùng cái mạch là mạch 150A các bạn. Các bạn nhìn không rõ nhưng mà mình dùng cái mạch là mạch 150A. Đây mình sẽ cố gắng cho quay chúng ta. Đấy chúng ta nhìn cũng được đó.
mạch 150A và tối đa là 300A, hay mình gọi là tức thời là 300A. Thì mình bao giờ mình cũng có lắp cái mạch cân bằng toàn dãy 5.5A đây, và mình test kỹ trước khi mình gửi cho khách, mình sạc xả để đảm bảo là khi cái sản phẩm này đến tay của chúng ta là sản phẩm chất lượng. Có thể là về mình làm thủ công có thể nó xấu về hình thức, nhưng mà nó sẽ đảm bảo về chất lượng. Đấy, cái thùng gỗ như thế này, và mình có khoét những cái lỗ mình tạm gọi là lỗ thở. Thì trong quá trình sử dụng thì những cái dòng mắc William nó cũng tỏa nhiệt ít lắm các bạn, và có những cái đầu dò nhiệt để chúng ta có thể theo dõi được cái nhiệt ở trong cái quy chúng ta. Còn cái thùng bằng kim loại thì nó tản nhiệt tốt hơn. Tuy nhiên bù lại những cái môi trường mà nó nóng thì nó vô tình nó sẽ làm cho xe chúng ta nóng theo. Thì tùy theo nhu cầu của bạn, các bạn cần bằng kim loại thì mình sẽ cung cấp nha, cần bằng gỗ cũng vậy. Thì đây là những cái dòng xe pin 280A thương hiệu Zenery. Thì từ đây trở về sau mình sẽ dùng thương hiệu này chủ yếu. Còn Petrotech thì thật ra giá nó đắt quá so với cái thị trường của chúng ta, cho nên là mình ít sử dụng rồi đó. Tuy nhiên các bạn cần thì mình vẫn cung cấp loại Petrotech đúng không ạ? Ngoài ra thì còn Tafel hay ghi vân vân là những cái thương hiệu khác, thì tùy theo cái đợt mà hàng về thì mình sẽ có cái bảng báo giá khác nhau. Thì trước mắt là cái thương hiệu mình đang dùng là Zenery. Rồi, các bạn có nhu cầu sử dụng tấm pin mặt trời biến tầng ắc quy lưu trữ thì các bạn có liên hệ với shop bên mình nha. Shop mình ở Cà Mau các bạn, mà mình có thể gửi cho chúng ta cả nước luôn cái những video hướng dẫn cho chúng ta, để chúng ta có thể tự lắp để giảm chi phí. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video, và hẹn gặp lại những video tiếp theo.